Sẽ chia sẻ cái món vịt hầm nhé, với gạo lếp đậu xanh và các cái loại và các cái vị thuốc bắc nhé. Vịt hầm này thì nó rất là đơn giản, mình sẽ mua vịt về này, các bạn làm sạch vịt cho mình nhé. Sau đó các bạn sẽ cho cái chân vịt này, ngải cứu này vào trong bụng hết này, gan này, tim này, cũng mề này, cũng cho hết vào trong bụng cho mình nhá. Sau đó mình sẽ cho thả mộc vào. Không đủ to thì mình sẽ bỏ cái phần gan, phần da, tim ra và chỉ cho thả mộc vào thôi. Vì con vịt này nó hơi nhỏ cho nên không thể nhét hết vào được. Và bây giờ mình sẽ cho này, hạt lêm, muối, mình sát bên ngoài vịt. Con vịt này được làm sạch rồi, làm sạch rồi mà mình sát với rượu gừng rồi, lên vịt nó không còn tanh nữa. Và bây giờ mình sát gia vị vào chung quanh vịt, muối, chúng ta sát đều lên hết. Đây. Vậy và mới cho một thìa hạt lêm, một thìa nhỏ hạt lêm, muối trộn đều cho vào cái bụng con vịt nữa. Và thêm một thìa rượu trắng nữa, cho vào để khi mà mình hầm cách thủy ấy, thì nó sẽ không bị tanh, bị hôi nhá, và gia vị nó đậm đà một chút nữa. Và bây giờ mình sẽ cho hết cái phần ở đây nhá, nó có này, nấm hương này, đậu xanh này, gạo lếp này, kỳ tử này, táo đỏ này, gia vị thuốc bắc này, mình cho hết vào trong bụng này. Có hạt sen nữa thì rất là thơm nhé, nhưng không có hạt sen thì thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ nhét cái phần ngải cứu vào, vì nó nhỏ cho nên không nhét được hết các thứ vào, cho nên nhét thêm ngải cứu vào. Thêm được cái mề, cái tim, cái gan nữa thì tốt, cái chân thì cho ngoài được. Và giờ chúng ta sẽ dưới một thìa rượu trắng vào để chúng ta hấp cùng. Hấp cách thủy nhưng mà hấp khoảng 2 tiếng như hầm luôn. Để món ăn nó ngon hơn thì mình sẽ lấy cái lá mình nót. Và bây giờ mình lấy 2 thìa rượu trắng mình dưới vào con để chung quanh mình và bụng nó cho nó thơm, nó ngon. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lá chúng ta nót nhé, dùng lá chúng ta nót nhé. Nót như này thì cái nước ngọt nó sẽ không mất đi đâu được cả, mà sẽ giữ và nó sẽ ngấm vào. Sẽ ngấm vào nhé. Thì chúng ta sẽ được cái phần rất là ngon luôn. Hầm 2 tiếng cho mình nhé. Hầm như vậy thì nó mới đủ được độ thơm, độ ngon được nhé. Rồi, và bây giờ bật bếp lên và hầm 2 tiếng. 2 tiếng sau mình quay. Sau khi mình hầm, mình hấp cách thủy được 2 tiếng nhé, thì nó đã chín rồi. Và các bạn nhìn này, cái phần này nó đã nở ra cái phần gạo, gạo chín rất là ngon rồi và các nguyên liệu ngấm vào nhau rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ ra và thưởng thức thôi. Làm như này ấy, ăn cực kỳ ngon luôn á.
giờ mình sẽ cắt ra và thưởng thức thôi. Vậy là mình đã chia sẻ xong nhé, vừa bổ dưỡng vừa ngon, ăn thử một ít cho bạn xem. Cái phần gạo cực kỳ ngon và thơm ạ. Bổ.